cuộc đoàn tụ của hai mẹ con mở ra những mâu thuẫn và xung đột. Nhưng trên con đường khó khăn để xây dựng hạnh phúc, liệu sự chân thành có giúp cô lấy lại được tình cảm từ con gái của mình? Hãy đón xem sức mạnh của tình mẫu tử và cuộc hành trình chỉ có một trong đời trong bộ phim Marseille, phát sóng lúc 21 giờ ngày 21 tháng 12 trên kênh Cinema World.